Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hiện nay, thị trường bất động sản vẫn đang nóng lên từng ngày. Bước vào giai đoạn cuối năm, các giao dịch mua bán nhà đất lại càng nhộn nhịp hơn hẳn. Đặc biệt là thị trường bất động sản ở khu Nam Sài Gòn đang là lựa chọn của rất nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư. Nhận định về tình hình hiện nay, giới chuyên môn đều cho rằng động lực một phần đến từ sự khởi sắc trông thấy của thị trường trong nước sau thời gian dài đóng băng. Ngoài ra, tâm điểm khiến nhiều doanh nghiệp tập trung hướng sự chú ý của mình vào bất động sản khu Nam còn nằm ở các chính sách phát triển hạ tầng đầy tiềm năng của khu vực này. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự chuyển dịch quan tâm của nhiều chủ đầu tư còn phải kể đến lợi thế từ một đặc khu kinh tế tại phía Nam đang được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính phát triển đẩy mạnh. Địa giới đặc khu đầy hứa hẹn này sẽ bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè, một phần huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và sẽ lấy kinh tế hàng hải làm mũi nhọn phát triển cho toàn vùng. Khu Nam cũng là nơi sở hữu hàng loạt các dự án hạ tầng cơ sở đầy tiềm năng thuộc loại nhất nhì của thành phố, bao gồm đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Hữu Thọ, hệ thống hầm chui, cầu vượt, ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thị, cầu Phú Mỹ, đặc biệt nhất là tuyến metro số 4 dài 37,5 km đi qua các quận 1, 3, 4, 7, Nhà Bè, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới 60m², rút ngắn khoảng cách di chuyển từ quận 4 sang quận 7. Tất cả đều sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn và mị lực khó lòng từ chối của bất động sản khu Nam. Đúng lúc này, một sự kết hợp phát triển khu đất vàng rộng 32 hectare tại cảng Khánh Hội trở thành khu nhà ở văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự ven sông giữa tập đoàn Vingroup với công ty cổ phần cảng Sài Gòn mới được công bố lại càng khiến bất động sản khu Nam Sài Gòn thêm phần sôi động hơn hẳn. Theo quan sát, nhằm chủ động đón đầu cơn sóng lớn tại khu vực này đổ bộ trong tương lai không xa, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã bắt đầu khởi động kế hoạch săn mua ráo riết quỹ đất sạch tại khu vực này để phát triển dự án. Đi tiên phong vẫn là tập đoàn Novaland, có lẽ đã nắm chắc cơ hội phát triển của khu Nam trong thời gian tới. Doanh nghiệp này đã nhanh chóng đi trước một bước khi đã kịp thu gom lại dự án khu dân cư Trần Thái tại huyện Nhà Bè để phát triển đầu tư cho một dự án quy mô với tổng cộng hơn 1.000 căn hộ Sunrise Riverside. Dự án đã chính thức động thổ vào tháng 8 vừa qua và sẽ sớm ra mắt thị trường trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch Tập đoàn Novaland còn tiết lộ, hiện doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục cân nhắc việc mua lại một vài dự án khác cũng tại khu Nam thành phố để kịp bắt thời cơ vàng tại khu vực này. Đã bắt đầu cho triển khai sản phẩm quy mô với tên gọi dự án khu đô thị Regent City cách đây chưa lâu, công ty địa ốc Phú Long cũng không hề che giấu tham vọng, chiếm tiên cơ để đón lõng chính sách hạ tầng cơ sở tại khu vực này. Sau thành công của nhiều dự án biệt thự chất lượng, trong đó có cả khu đô thị Regent City, được biết Phú Long đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng dự án Regent Hill 2 để sớm giới thiệu đến khách hàng. Nằm trong khuôn viên khu đô thị Regent City, Regent Hill 2 là dự án căn hộ cao cấp có quy mô gồm 2 block 25 tầng, 455 căn hộ. Mỗi căn có diện tích từ 51 đến 94m² đầu tiên, tiếp bước sự thành công của Regent Hill 1 do công ty địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án khác vừa được giới thiệu ra thị trường gần đây cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng như Lux City, quận 7 của Đất Xanh, dự án An Gia Riverside, các dự án chất lượng vượt trội của công ty Hưng Lộc Phát. Đặc biệt, gây chú ý nhiều nhất phải kể đến dự án Hưng Phát Silver Star, sở hữu vị trí vàng, tiện nghi hiện đại cùng giá bán hấp dẫn đang có tốc độ bán hàng rất khả quan. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản An Việt Hòa nhận định, khu Nam hiện đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp không chỉ bởi quỹ đất phát triển dự án còn trống khá nhiều, mà lợi thế còn đến từ cộng đồng dân cư tập trung đông đúc có sẵn.
nhiều dự án bất động sản tầm cỡ đều đã rục rịch khởi động, chỉ còn chờ chính sách phát triển hạ tầng đi vào thực tiễn để bung hàng đón sóng thị trường. Trong những năm gần đây, hạ tầng kỹ thuật khu vực Nam Sài Gòn liên tục được đầu tư quy mô lớn, giúp ngành bất động sản tại đây phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng phát triển về hướng Nam, nên hạ tầng tại đây lại được đầu tư nhiều hơn. Nói đến khu Nam Sài Gòn, người ta nhắc ngay đến kỳ tích xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Mà để có Phú Mỹ Hưng hiện đại hiện nay, phải kể đến cú hích từ tuyến đường huyết mạch Nguyễn Văn Linh chạy xuyên suốt khu Nam. Chính vì có đường Nguyễn Văn Linh mà Phú Mỹ Hưng trở nên gần hơn với dân cư sống ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án nhà ở tại đây mới trở nên hấp dẫn với người Sài Gòn. Không chỉ có khu đô thị Phú Mỹ Hưng hưởng lợi từ tuyến đường Nguyễn Văn Linh mà còn có hàng loạt dự án khác bên ngoài Phú Mỹ Hưng hưởng lợi từ tuyến đường huyết mạch này. Nhiều khu vực xung quanh vốn là những cánh đồng bạc màu, ngập úng cũng nhanh chóng lên đời thành những khu dân cư khang trang, những dự án căn hộ hút khách. Thành công từ cú hích hạ tầng ở khu Nam không chỉ có mỗi trường hợp của đường Nguyễn Văn Linh mà còn có hàng loạt ví dụ khác. Chẳng hạn như đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương, cầu Phú Mỹ cũng sinh ra hàng loạt dự án căn hộ, khu dân cư hiện đại thu hút hàng vạn dân cư mới di chuyển đến Nam Sài Gòn, cải tạo bộ mặt đô thị khu vực này. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển đô thị của khu Nam thời gian qua có sự tác động mạnh mẽ từ sự phát triển hạ tầng khu vực này. Hạ tầng tại đây có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua là nhờ sự đầu tư lớn của thành phố với định hướng phát triển về phía Nam, hướng ra biển. Trong giai đoạn năm 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh vẫn xác định phát triển thành phố với hai hướng chính là hướng Đông và hướng Nam ra biển. Hai hướng phụ là hướng Tây Bắc và hướng Tây Tây Nam. Về hướng chính phía Nam, thành phố xác định rõ hành lang phát triển là tuyến Nguyễn Hữu Thọ với điều kiện địa chất thủy văn đặc biệt, nhiều sông rạch có khả năng phát triển về quỹ đất đô thị và điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ cuối năm 2015 đến nay, rất nhiều dự án hạ tầng đã được triển khai tại khu vực này. Do đó, các nhà đầu tư bất động sản đều đang kỳ vọng một cú hích hạ tầng mới tại khu Nam. Chỉ tính những dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng mới triển khai, ở khu vực Nam Sài Gòn có thể kể đến hàng loạt dự án như hầm chui và cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, xây dựng cầu kênh Tẻ 2 và cầu Nguyễn Khoái kết nối quận 7 với quận 4, xây cầu Rạch Đĩa, mở rộng đường Lê Văn Lương, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát lên 30m kết nối với đường Nguyễn Văn Linh. Đó là chưa kể các dự án hạ tầng kết nối khu trung tâm và khu đô thị Thủ Thiêm với khu Nam như dự án cầu Thủ Thiêm 4 hay dự án khủng Metro số 4 với số vốn đầu tư lên đến 97.000 tỷ đồng đều đã được thành phố lên kế hoạch. Chính vì những dự án hạ tầng lớn đang được khởi động mà giới đầu tư đều kỳ vọng thị trường bất động sản khu Nam sẽ có một cơn sóng mới trong thời gian gần. Các chủ đầu tư cũng bắt đầu cuộc đua xây dựng tại đây với hàng loạt dự án nổi bật. Ngay cả ông lớn tại khu Nam là Phú Mỹ Hưng cũng lần đầu tiên xây dựng một dự án bên ngoài khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chiếm lĩnh một vị trí cực đẹp trên đường Nguyễn Hữu Thọ để đón đầu làn sóng này. Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, với kế hoạch phát triển hạ tầng khu Nam của thành phố, Sài Gòn South Residence sở hữu vị trí đón đầu tương lai, lợi thế này sẽ kéo theo tiềm năng gia tăng bất động sản của dự án này khi các dự án hạ tầng quanh dự án hoàn thành. Vị này cho biết, không ngẫu nhiên khi Phú Mỹ Hưng chọn thời điểm năm 2019 để bàn giao Sài Gòn South Residence. Một mặt, thiết kế lịch thanh toán trải dài giúp người có thể tiếp cận dự án mà không cần khoản tích lũy ban đầu lớn. Mặt khác, đơn vị muốn công trình đi vào hoạt động khi các dự án hạ tầng hiện đã triển khai quanh khu vực này hoặc sắp triển khai hoàn thành. Khi đó, giao thông thuận tiện hơn và giá trị của các căn hộ tại đây cũng sẽ gia tăng ngay tại thời điểm công trình hoàn thành. Kế hoạch trên của Phú Mỹ Hưng cũng là một lợi thế để thu hút khách đến với dự án Sài Gòn South Residence và cũng là kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.
Kế hoạch đó của Phú Mỹ Hưng được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm của đơn vị tại nhiều dự án. Đại diện Phú Mỹ Hưng tự tin chia sẻ, khách hàng của Phú Mỹ Hưng có lẽ sẽ không quên đợt tăng giá khủng của dự án Sky Garden đợt 1 và 2 chào bán năm 2003-2004. Khi ban đầu giá bán chỉ khoảng 300 đến 400 triệu đồng một căn, nhưng cầu Kênh Tẻ hoàn thành năm 2006 thì giá nhà tại đây đã tăng lên gấp 2-3 lần. Và đỉnh điểm là khi bán giai đoạn 3 của dự án này năm 2007, giá giao dịch trên thị trường của Sky Garden 1-2 đã bán trước đó dao động từ 2 tỷ đến 2,2 tỷ cho một căn 70m². Bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm, đất nền khu Nam sôi động bùng hàng. Nếu thời điểm đầu năm, đất nền khu vực Đức Hòa, Long An, Nhà Bè, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hấp lực nhà đầu tư, thì giai đoạn cuối năm, lượng khách mua để xây nhà ở đây tăng lên đáng kể. Những dự án đã hoàn thiện hạ tầng đang tạo sóng cuối năm. Ông Lê Tiến Vũ, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa cho biết, khách hàng mua đất xây nhà ở chiếm số lượng lớn ở giai đoạn mở bán cận kề, thời điểm Tết Nguyên Đán. Cũng theo ông Vũ, nếu trước đây doanh nghiệp mở bán dự án mới, khách hàng mua đầu tư chiếm khoảng 80%, thì hiện nay gần 50% giao dịch thành công đến từ khách hàng mua để ở. Lý giải điều này, ông Vũ cho biết, tâm lý mua nhà đất thời điểm giáp Tết là nguyên nhân khiến sức mua tăng lên. Cuối năm cũng là giai đoạn những nhà đầu tư mua nền trước đó gửi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tiền trên. Vì thế, dự án doanh nghiệp mở bán giai đoạn mới luôn trong tình trạng cháy hàng. Ông Vũ nhấn mạnh và chia sẻ thêm, có những dự án doanh nghiệp sắp mở bán nhưng số lượng khách mua đặt cọc giữ chỗ đã cao hơn số lượng nền bán ra. Thị trường bất động sản khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cuộc đua nước rút cuối năm với các dự án nền đất liên tục bung hàng. Được biết, những dự án khu dân cư khép kín mở bán thành nhiều giai đoạn trong năm với số lượng giỏ hàng khoảng 200 đến 300 nền trên một lần, đang cạnh tranh mạnh mẽ với các dự án đất lẻ xây dựng tự do. Trong đó, về giá bán, đất nền khu vực này đã có sự nhích nhẹ khoảng gần 1 triệu đồng trên 1m² so với giai đoạn mở bán trước đó. Ghi nhận chung, lượng khách hàng mua để ở chiếm trung bình khoảng 20 đến 40% trên một dự án doanh nghiệp mới mở bán. Theo anh Toàn, chuyên viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phúc Thịnh ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cách đây ít tháng, đất tại huyện Bình Chánh vẫn còn những nền có giá khoảng 3,5 triệu đồng 1m², thì ở thời điểm hiện tại chỉ còn những nền giá từ 5 đến 7,5 triệu đồng trên 1m². Anh Toàn cho biết nhu cầu khách mua ở tăng vào thời điểm cuối năm chiếm khoảng 40% giao dịch thành công, còn lại là nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo anh Toàn, trong số những khách mua với ý định xây nhà vẫn có khá nhiều trường hợp vì lý do riêng không ở nữa đã gửi công ty bán lại với giá trên từ 10 đến 20%. Tại khu vực Nhà Bè, Củ Chi, giao dịch đất nền im ắng hơn. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là vì đất Nhà Bè chưa cởi mở trong chủ trương phân lô bán nền như các khu vực khác, hoặc vướng quy hoạch của nhà nước. Một số nơi như Củ Chi, Hóc Môn thì đa phần là đất nông nghiệp, vị trí xa trung tâm, chưa thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhà đầu tư quan tâm đất chưa sổ. Khảo sát khu vực phía Nam, đa số các dự án đất nền chào bán thời điểm hiện nay đã có sổ hồng. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư lại không mấy quan tâm đến việc đất đã có sổ hay chưa. Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ ở quận 12, một nhà đầu tư đất nền Bình Chánh cho biết, đối với những dự án môi giới quảng cáo 100% đất đã có sổ hồng, nhận sổ ngay khi công chứng sang tên, tôi không mặn mà. Lý do anh Hùng đưa ra là vì anh chuộng những dự án đất chưa ra sổ, nghĩa là mức giá mua bán với doanh nghiệp sẽ mềm hơn. Đến khi đã có sổ, anh bán lại cho người mua cũng sẽ nhiều hơn. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư dài hơi, không quan tâm đến thời gian chủ đầu tư dự án ra sổ. Anh Lê Đình Dương sống tại quận 7 là một ví dụ. Anh cho biết cách đây 6 tháng, anh đã đầu tư một nền đất tại khu vực Long An. Ban đầu, doanh nghiệp bán đất cũng hứa hẹn sẽ ra sổ hồng trong vòng 3 tháng sau khi ký hợp đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có sổ. Tuy nhiên, theo anh Dương,
Anh không quan tâm đến việc thời gian ra sổ là bao lâu, vì mục đích của anh là đầu tư dài hạn miếng đất này. Đó cũng là lý do nhiều dự án đang mở bán giai đoạn mới tại khu Nam như An Hạ Riverside, Five Star, Cát Tường Phú Sinh. Mặc dù có những lô chưa ra sổ hồng nhưng vẫn thu hút lượng khách mua. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà đầu tư xuống tiền cho đất dự án khu vực Long An, Bình Chánh, Hóc Môn vẫn áp đảo số lượng khách mua ở tỷ lệ trung bình vào khoảng 60-40, tức là 60% mua đầu tư, 40% mua xây ở. Theo ông Vũ, đối với khách mua ở, họ quan tâm chủ yếu đến hạ tầng cơ sở dự án, sổ hồng, pháp lý, thì ngược lại, nhà đầu tư họ chỉ cần mua đất với mức giá rẻ nhất để bán lại hưởng trên nhiều hơn. Tuy nhiên, pháp lý vẫn là yếu tố họ để tâm vì cuối cùng nhà đầu tư cũng bán lại cho người mua để ở. Ông Vũ cho biết, khác với dự án khu đông thành phố, đất nền phía Nam có lợi thế rõ rệt về mức giá mềm và sự ổn định lâu dài. Yếu tố này đang thu hút khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và xuống tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!